chào các bạn, mình là My, bác sĩ điều trị của Bệnh viện Thú y Kinh Bắc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đấy là hiện tượng sốc nhiệt ở trên chó, cách xử lý cũng như là điều trị tại nhà. Thì như chúng ta đã biết, với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì cái hiện tượng sốc nhiệt rất hay xảy ra, đặc biệt là với những cái giống chó có nguồn gốc từ nước ngoài như là Mun Pháp, Mun Anh, Pug hoặc là Béc Dê hoặc Maninois thì rất là hay bị. Thì triệu chứng của chúng khi bị sốc nhiệt là như thế nào? Thứ nhất là với cái điều kiện nhiệt độ trên 30-32 độ là đã có khả năng xảy ra sốc nhiệt rồi. Khi mà trời giữa nắng trưa, các bạn thả chó ở ngoài trời không có cây mát nhiều, hoặc là ở trong một phòng kín không có điều hòa hoặc không có quạt thì có thể xảy ra hiện tượng sốc nhiệt. Khi mà chó nhốt trong chuồng và vận động liên tục kiểu đòi ra, nhảy lên nhảy xuống cũng dễ bị xảy ra sốc nhiệt. Khi mà cái triệu chứng đấy thì chúng ta gặp thì nó thường có biểu hiện như thế nào? Thứ nhất là chúng ta thấy chó có biểu hiện bất thường về thần kinh, tức là chúng cứ miệng thở rất là to, miệng cái niêm mạc miệng đỏ hoặc là tím lên. Sau đấy thì thở rất là nhiều, kèm với lại cứ đi đi lại lại liên tục. Và nếu mà có cái nhiệt, chúng ta sờ vào người rất nóng, mà khi hoặc là nếu có nhiệt kế đo thì thân nhiệt của chúng có thể lên đến tầm 40-41, thậm chí là 42 độ. Thì khi đấy thì chúng ta phải xử lý ngay. Thì cái đấy là triệu chứng nhẹ. Còn với những cái con mà có triệu chứng nặng, ví dụ mình đi làm cả ngày, mình nhốt ở những cái chỗ nóng mà về mà thấy con chó nằm thẳng đưỡn ra, niêm mạc tím tái, khó thở hoặc là nôn thốc nôn tháo, chúng ta cũng phải nghĩ đến cái hiện tượng sốc nhiệt. Thì khi mà gặp cái tình huống như thế thì chúng ta xử lý như thế nào? Đầu tiên đấy là chúng ta phải ngay lập tức đưa những con cún của chúng ta vào cái nơi mát thoáng đãng. Nếu có phòng điều hòa bật quạt thì là tốt nhất. Còn nếu không mà ở những cái trại xa nơi ở thì chúng ta có thể cho vào những cái vùng có bóng cây to, mát, thoáng gió để cho con vật nó dễ chịu. Sau đấy thì chúng ta dùng cái khăn thật to dấp nước bình thường thôi, nước giếng, nước máy bình thường. Sau đấy thì chúng ta đắp hết từ phần sau gáy này trở xuống đến hết người, kèm để cho con vật nó tản nhiệt nhanh. Kèm theo đấy là chúng ta cho nước. Nếu nó còn uống được và chưa kiểu dạng hôn mê bất tỉnh thì chúng ta cho uống nước, lấy nước bình thường cho uống để cho nó dễ chịu hơn. Sau đấy thì lau hết lòng bàn chân này, bẹn này, bụng này, bốn lòng bàn chân. Bởi vì chó thì nó không thể thoát nhiệt qua đường da lông này được, thế nên là nó chỉ có gan bàn chân này, bẹn, khe bẹn là dễ thoát nhiệt, và cái há mồm để thở là thoát nhiệt nhanh nhất. Thì chúng ta dùng cái khăn thấm với nước bình thường, nhiệt độ bình thường, không cần nước đá. Nước đá nó làm sẽ cho cái mạch ngoại vi nó bị co lại và nó lâu thoát nhiệt hơn. Thế nên là chúng ta dùng nước thường lau cái lòng bàn chân và cái bẹn này liên tục để cho nó nhanh thoát nhiệt. Đấy là trường hợp để giúp hạ nhiệt độ. Còn với những cái con mà nó nặng hơn, nó có thể làm cho cái mạch máu mũi nó bị căng, nó mỏng và nó vỡ mà bị chảy máu nhiều ấy, thì chúng ta nếu gần hàng thuốc, chúng ta có thể mua cái thuốc cầm máu Transamine của người, chúng ta nhỏ trực tiếp vào lỗ mũi. Còn khi mà nó mà tạo thành những cái cục máu đông nhiều thì chúng ta có thể nhỏ nước tỏi hoặc là nước muối sinh lý pha tỏi vào để cho chúng nó hắt xì hơi cái cục máu đông đấy ra, để tránh nó hít ngược lên trên, nó làm viêm đường hô hấp. Đấy là cái cách sơ cứu tại nhà. Các bạn nhớ là phải chườm ấm, để hạ được nhiệt độ ít nhất cũng phải mất khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì nó mới hạ vừa. Khi nào mà sơ cứu mà chúng ta đo nhiệt độ mà từ đâu khoảng 41-42 độ mà hạ xuống được tầm 40 độ trở xuống thôi, là cái chúng ta sơ cứu thành công. Và cứ chờ trong khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng sau là con vật nó có thể hồi dần bình thường. Và nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta sơ cứu xong mà vẫn con vật thấy có hiện tượng hôn mê này, co giật này, không hạ được nhiệt độ thì chúng ta phải đưa đi thú y để xử lý thở oxy hoặc là xử lý truyền dịch cấp cứu. Chứ còn những cái phương tiện tại nhà như thế thì chúng ta không giải quyết được nữa rồi. Đấy là trên đây là cái hướng xử lý mà khi chó bị sốc nhiệt. Còn cái cách phòng tránh để tránh xảy ra hiện tượng sốc nhiệt thì chúng ta làm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta không, với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì hạn chế nhốt chó ở những cái phòng kín không lưu thông gió, và đặc biệt là những tầng thượng mà không có điều hòa hoặc quạt, rất dễ là xảy ra hiện tượng sốc nhiệt. Thứ hai đấy là chúng ta nên để cho con vật
đủ nước, nước uống thường xuyên, chứ không 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 những cái bát nước phải đảm bảo là không bị đổ, bởi vì bọn này nó lớn thì nhiều khi nó hay làm đổ bát nước. Cái thứ ba đấy là chế độ ăn uống mùa hè thì cái khẩu phần ăn cũng vừa phải thôi, nhưng mà bớt cái đồ khô đi thì ăn uống có thể có thêm kèm thêm rau xanh hoặc là chất xơ, xơ chất khô thì càng tốt. Và cái nữa đấy là cái điều kiện nuôi nhốt thì nên bố trí quạt. Thực ra thì bảo là lắp điều hòa cho chó thì nó hơi xa xỉ, nhưng mà với những cái giống những cái trại nuôi kinh doanh thì chúng ta cũng phải cân nhắc đến vấn đề đấy, quạt điều hòa hoặc là điều hòa không khí, nếu không thì sẽ rất dễ đến tình trạng sốc và tử vong. Trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái hiện tượng sốc nhiệt ở trên chó. Hy vọng là các bạn sẽ phòng tránh tốt cái hiện tượng này để cho sức khỏe của thú cưng tốt nhất trong mùa hè này. Cảm ơn các bạn theo dõi video, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.